Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với nhiếp ảnh cơ bản tập 2. Rồi, trong tập 2 của nhiếp ảnh cơ bản lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy ảnh một cách cơ bản nhất. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cầm vào bất kỳ máy ảnh nào các bạn cũng có thể chụp được ảnh, hoặc đơn giản hơn là để hiểu rõ hơn chiếc máy ảnh của các bạn. À, và để video này vui hơn ý, thì mình có một cái luật nho nhỏ nhá. Và chính là cứ 3 đặc điểm cơ bản về chiếc máy ảnh, mình sẽ cho các bạn một fun fact mà mình chắc chắn là không phải ai cũng biết. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đó, bắt đầu rồi nhá. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi từ cái body trước nhá. Đây sẽ là một công việc mà các bạn phải làm, nếu không các bạn không bao giờ chụp được ảnh. Đó chính là phải bật cái máy lên, các bạn sẽ có nút on off ở đây này. Đủ vậy thôi chứ thật ra chắc chắn là anh biết bật cái máy ảnh lên thế nào không? Bây giờ chúng ta bắt đầu thật nhé. Rồi, để giới thiệu các bạn về chiếc máy ảnh cơ bản ấy thì nó sẽ có hai phần, một là cái body, hai là cái lens. Và thao tác cơ bản nhất để chụp một cái ảnh ấy đó chính là ngắm và chụp. Với mình nhá, thao tác này của mình sẽ chia làm hai phần chính. Đầu tiên các bạn sẽ cần lấy nét trước, các bạn sẽ cần đưa máy ảnh lên này, nhấn nhẹ cái nút chụp. Cho khi nào các bạn vừa nghe thấy cái tiếng bíp vừa rồi ấy, nghe lại nhé. Đúng rồi, khi nào các bạn nghe thấy tiếng bíp đấy tức là máy ảnh của các bạn đã lấy nét được. Lúc đó các bạn chỉ cần việc bấm xuống là nó sẽ chụp cho bạn tấm ảnh. Nghe này thì hơi cơ bản nhưng mà có rất nhiều lần mọi người hỏi mình là tại sao chụp ảnh ra nó không nét, nó cứ mà hơi mờ mờ hoặc là nó bị out nét, thì đây chỉ là một trong lý do. Nhiều lúc mọi người chụp trong không gian nó tối quá ấy, và bấm lấy nét máy ảnh nó không thể lấy được nét, và lúc đó nếu bạn ấn mạnh xuống để chụp thì nó không dễ chụp thôi, và các bạn sẽ có một tấm ảnh out nét. Rồi, đó là vấn đề đầu tiên nhé. Bây giờ sẽ đi đến với vấn đề cơ bản thứ hai. Điểm này bắt đầu điểm nâng cao một tí này, đó chính là các bạn hãy để đến 3 bánh xe chỉ khẩu độ, tốc độ và ISO. Bình thường chiếc máy ảnh các bạn sờ vào thì mình nghĩ nó sẽ chỉ có khoảng 2 bánh xe thôi. Và bình tĩnh nhá, nếu máy ảnh của bạn có một bánh xe thì cứ từ từ, mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Ví dụ như trên chiếc iPhone của bạn mình ở đây thì mình có bánh xe đằng trước là để chỉnh khẩu độ, bánh xe đằng sau là chỉnh tốc độ, và bánh xe nữa ở trên báng cầm này chúng ta có thể chỉnh ISO. Tất nhiên trên mỗi chiếc máy có thể có ít bánh xe hơn hoặc nhiều bánh xe hơn, và mỗi người sẽ có một cách gán chức năng lên những bánh xe này. Nhưng mình tin là 3 thông số khẩu độ, tốc độ và ISO luôn là 3 thông số được mọi người chú ý nhiều nhất. Vậy nên là chắc chắn những bánh xe ở trên máy sẽ được gán đến một trong chức năng này. Chính vì thế nên mỗi lần mình cầm vào một chiếc máy ảnh mới, mình sẽ thử ngay hai cái bánh xe ở trên chiếc máy ảnh đó, xem bánh xe nào là khẩu độ, bánh xe nào là tốc độ, và mình có thể chỉnh ISO ở đâu. Còn các bạn mới cầm vào máy ảnh và phát hiện ra trên máy ảnh của bạn chỉ có đúng một bánh xe thì sao? Các bạn có thể vặn thử bánh xe đó. Nếu bánh xe đó là bánh xe chỉnh khẩu độ thì các bạn có thể làm theo phương sau để chỉnh được tốc độ này. Các bạn hãy tìm cái nút có cái biểu tượng như thế này ở trên máy ảnh của các bạn, sau đó bấm vào giữ nút đấy rồi vặn cái bánh xe vừa rồi. Chắc chắn với máy ảnh cho người dùng cơ bản ấy, nó sẽ chỉnh được nốt thông số còn lại cho các bạn đấy. Rồi, đó là 3 thông số cơ bản nhất rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với fun fact đầu tiên về cái máy ảnh này, đó chính là các bạn có nhìn thấy cái đèn ở trong này không? Các bạn có biết cái đèn này dùng để làm gì không? Không biết đúng không? Có rất nhiều trường hợp vào buổi tối máy ảnh sẽ khó lấy nét hơn, và chính cái đèn này nó sẽ giúp cho chúng ta chiếu sáng một chút để chỉ cho máy ảnh lên lấy nét vào cái gì. Tất nhiên cái đèn này nó không thể chiếu xa cả km được, nhưng mà ở trong cự ly gần ấy, nó cũng làm cứu tinh khi chúng ta chụp tối đấy. Đấy là một fun fact và một mẹo luôn nhé. Chúng ta sẽ đến với đặc điểm cơ bản tiếp theo. Rồi, đi đến với đặc điểm thứ ba, chúng ta sẽ đi sâu vào body này một tí nhé. Ngoài việc bấm và chụp trên chiếc body này thì lúc nào mình sẽ nhìn ngay vào cái đặc điểm này khi mà mình sờ vào một máy ảnh, đó chính là cái vòng xoay ở trên này để chỉnh chế độ chụp này. Ví dụ như ở trên chiếc A3 của mình thì cái vòng xoay nó có thể điều chỉnh từ chế độ M, S, A, P. Mình sẽ làm một video về chế độ chụp này sau ở biết đâu là tập 3 của series nhiếp ảnh cơ bản này. Và về cơ bản chúng ta cứ hiểu đây là vòng để chỉnh chế độ chụp vậy nhá. Câu chuyện này là mình rất hay bị người nhà kiểu tiến gọi hỏi là Tùng ơi, cái máy ảnh này chụp như nào, quay như nào, làm nào để chụp được ảnh ấy. Mình sẽ trả lời câu hỏi đấy và mình bảo là nhìn lấy cái vòng chụp này, sau đó vặn sang chế độ auto. Đúng rồi đấy, nếu mà các bạn có bao giờ bị bố mẹ hay là người thân hỏi như mình ấy, thì hãy bảo các bác, các cô, các dì, các chú đó vặn sang cái chỗ nào mà nó có màu xanh là cây ở trên cái vòng chụp này. Nó sẽ là chữ auto hoặc là A cộng. Khi đó thì mọi người có thể đưa máy lên và chụp thôi, và bạn sẽ trở thành kiểu thiên tài có thể giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về máy ảnh. Tiếp theo có một đặc điểm rất quan trọng trên mỗi chiếc máy ảnh mình cầm vào, đó chính là nút để vào cái quick menu. Quick menu đó là cái gì? Thì ví dụ như là trên A73 của mình nó có nút FN ở ngay đây này. Bạn bấm vào nút FN này và nó sẽ cho các bạn xem tất cả thông số, những gọi là chế độ cơ bản nhất mà các bạn đang chụp. Còn trên chiếc máy khác có thể nó sẽ là nút Q, hay nó là một cái hình vuông với cái biểu tượng như này ở trong này. Chỉ cần qua cái quick menu này là các bạn có thể điều chỉnh được rất rất nhiều thông số, giúp các bạn có thể chụp ảnh và quay video rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với hai cái nút mà các bạn hỏi mình rất nhiều ở trên cái thân máy ảnh. Đó chính là nút AF on và nút AEL. Ở đây khi các bạn mới nhận cái máy thì nút AF on này nó sẽ có tác dụng để lấy nét cho các bạn. Khi các bạn bấm nút AF on này, máy ảnh của bạn cũng sẽ lấy nét như lúc các bạn giữ nửa cò của nút chụp xuống. Có một kỹ năng nó gọi là back button focus, tức là các bạn sẽ focus bằng cái nút đằng sau này để chụp ảnh thể thao và chụp ảnh phóng sự tốt hơn, nhưng mình sẽ nói về cái sau nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ đến với fun fact thứ hai ở trong video này, đó chính là các bạn có biết cái
hình tròn mà có dấu gạch ngang trên máy ảnh này là cái gì không? À, thật ra là cái biểu tượng trên này nó chính là chỗ mà đánh dấu sensor của các bạn nằm ở đó. Tức là nếu các bạn cắt dọc một phát từ trên xuống qua đúng cái điểm gạch ngang này thì cái sensor của các bạn nằm ở ngay đó. Tại sao chúng ta phải đánh dấu cái này? Lý do đó chính là sau này nếu các bạn muốn đi sâu một tí về chuyện quay phim hay chụp ảnh và lấy nét bằng tay, hay ví dụ là đến một ngày các bạn chán không thích máy ảnh tự lấy nét nữa, thì khi đó khoảng cách chính xác nhất để các bạn có thể lấy nét tay đó chính là khoảng cách từ sensor đến chủ thể, hay nói cách khác là khoảng cách từ cái điểm này này đến chủ thể. Rồi, và đó là fun fact thứ hai, và sẽ đi tiếp nhá. Đi đến đặc điểm tiếp theo để sử dụng được bất kỳ cái máy ảnh nào để chụp ảnh hay quay phim ấy, thì các bạn sẽ không phải chỉ cần biết đến body này đâu, các bạn sẽ cần phải biết đến cái cục ở phía trên này nữa, đó chính là cái lens ấy. Và rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cách tháo lens ra và lắp lens vào nhá. Có một câu chuyện đó chính là ngày xưa lúc mình cầm bằng máy ảnh đầu tiên ấy, mình rất háo hức việc được tháo cái lens ra để nhìn từ bên trong là như thế nào. Hồi đấy thì mình cũng khá là trẻ người non dạ đi. Mình cứ tưởng là cái lens này lắp lên cái máy ảnh bằng cách là kiểu nó vặn vào như cái ốc vít ấy, vặn đến lúc không vặn được nữa thì tức là nó sẽ lên cái máy ảnh. Vậy nên mình đã cầm thử bằng lens rồi. Mình vặn thử kiểu cố hết sức để vặn ấy. Tắt mất rồi. Rồi chúng ta quay lại tiếp thôi. Mình đang kể là hồi đấy mình cố lấy sức để vặn lens ra đúng không? Nhưng mà rất may là hồi đấy mình chưa gây thiệt hại nào về người và của, thì chủ nhân của lens đó đã chặn mình lại và chỉ cho mình cách làm nào để tháo cái lens ra và lắp lens vào. Và để ngăn chặn các thiệt hại về người và của sâu xa hơn liên quan đến cái máy ảnh và cái lens ấy, thì đây là cách tháo cái lens ra nhé. Các bạn hãy nhìn vào cái chỗ mà cái lens kết nối với máy ảnh ấy, nó sẽ có cái nút. Ví dụ như với Sony A7 mình nó là cái nút ở dưới này này. Với một vài cái máy ảnh khác nó có thể là cái nút ở nằm phía bên này của cái lens. Vì để tháo cái lens ra khỏi cái máy ảnh ấy, các bạn chỉ việc bấm vào cái nút đó, sau đó vặn nhẹ. Lúc đó thì chúng ta đã có cái lens và cái máy ảnh. Rồi, đó là tháo nhá. Vậy để lắp vào thì như thế nào? Thì các bạn hãy để ý nhá là ở trên cái ngàm này này, nó sẽ có một chấm, ví dụ như là trên chiếc A7 mình nó là chấm màu trắng, ở trên một số cái máy khác nó có thể chấm là màu đỏ hoặc là màu vàng hoặc là màu gì đấy mình không biết được nữa. Các bạn chỉ việc tìm cái chấm ở trên máy ảnh, sau đó quay lên cái lens tìm một cái chấm trắng nào đấy hoặc chấm đỏ nào đấy ở trên cái ngàm của cái lens. Các bạn chỉ việc đặt hai cái chấm trắng và chấm đỏ đó vào cạnh nhau, sau đó vặn một cái. Vặn đến khi các bạn nghe tiếng tách nhỏ một cái. Nhớ nhá, là vặn nhẹ thôi nhá, không mình sẽ không đảm bảo là cái tiếng tách đấy là cái tiếng tách mà báo lens với máy đã khớp vào với nhau đâu. Và như vậy thôi, thế là ok rồi, chúng ta có thể chụp ảnh thoải mái với chiếc lens được lắp một cách chính xác lên thân máy ảnh. Rồi, đó là sơ qua về cái lens nhá. Bây giờ mình sẽ đi đến câu chuyện tiếp theo. Không biết các bạn có giống mình không, rất nhiều lần tiễn mình nhận được cuộc gọi từ người thân, bạn bè và gia đình hỏi là tại sao tiễn chụp cái ảnh này nó không nét. Vấn đề rất nhiều người hỏi không, tại sao chụp ảnh không nét. Và bình thường ấy, mình sẽ bảo mọi người kiểm tra những cái sau đây này. Đầu tiên đó chính là ở trên cái lens này chúng ta có nút gạt AF, MF. Nếu các bạn chưa biết AF, MF là gì thì AF là viết tắt của autofocus, MF là viết tắt của manual focus. Vậy nên nhá, là các bạn phải gạt sang nút AF này thì máy ảnh của các bạn mới tự động lấy nét. Còn nếu không thì các bạn phải tự lấy nét thôi. Mình không hiểu bởi lý do gì nhưng người lớn rất nhiều lần gạt phải cái nút này và chụp ảnh không bao giờ nét. Lúc đấy lại gọi các con, các cháu. Thêm đấy nữa nhé, các bạn cũng phải kiểm tra chế độ lấy nét ở trong máy của các bạn. Rất nhiều máy ảnh cho phép chúng ta chuyển từ chế độ AF sang MF ngay ở trong thân máy. Rồi, bình tĩnh, chúng ta đi hơi xa quá một tí, quay lại với cái lens nhé. Đó chính là ngoài nút gạt AF, MF ở trên lens này, có rất nhiều lens chúng ta còn có gọi là chế độ nữa, gọi là chế độ chống rung ở trên lens. Cái chống rung này nó có rất nhiều tên nhưng mà bình thường các bạn có thể bật nó on hoặc off ở trên này này. Khi nào bật on lên thì một cái tấm kính ở trong lens nó sẽ di chuyển giúp chúng ta giảm bớt sự rung. Còn khi nào để trên chân máy hoặc là gimbal ấy, thì các bạn sẽ cần tắt cái chống rung này đi để chúng ta có thể đạt hiệu quả tốt nhất khi chụp ảnh và quay phim. Rồi đó là hai nút cơ bản nhất nhé. Nếu các bạn cũng dùng máy ảnh hoặc là lens Sony giống như mình thì trên cái lens nó sẽ có cái nút như thế này. Với cái nút này các bạn có thể gắn nó rất nhiều tính năng ở đây. Các bạn có thể gắn đây là nút lấy nét, các bạn có thể gắn đây là nút hold focus hoặc là một vài tính năng nữa tùy thuộc vào cái đời máy của các bạn. Rồi, và về chúng ta đi. Rồi, về chúng ta đi qua gần hết những đặc điểm mình cho là cơ bản nhất để các bạn có thể sử dụng một chiếc máy ảnh rồi. Sau đây sẽ là fun fact và mẹo cuối cùng. Với nhiều bạn trong những lần đầu các bạn sử dụng chiếc máy ảnh mới thì chắc chắn có một thứ sẽ làm các bạn kinh sợ, đó chính là cái menu của máy ảnh. Có rất nhiều kiểu menu đặc biệt khó chịu và khó nhớ và khó dùng. Việc trượt qua trượt lại giữa tất cả những menu này để tìm lấy một cái lựa chọn mà các bạn muốn ấy thì không phải là ai cũng giỏi. Đến mình dùng chiếc A3 này đến tận 1 năm rồi mà mình vẫn chưa thể nhớ được những lựa chọn mà mình cần thiết nó nằm ở tab nào. Và sau đây sẽ một giải pháp cho các bạn nhé. Đó chính là với đa phần những chiếc máy ảnh hiện đại thời nay nó đều có một tính năng gọi là My Menu. Trên máy Sony thì các bạn chỉ việc vào menu và đi xuống cuối cùng, nó nằm ở chỗ ngôi sao này này. Ở đây các bạn có thể add gần như tất cả các lựa chọn mà các bạn hay dùng vào đó. Mà sau này các bạn sẽ không phải đi qua kiểu hàng chục trang menu để tìm lấy cái lựa chọn các bạn muốn nữa. Và vậy thôi, video đến đây là hết rồi. Tất nhiên mỗi cái máy ảnh, mỗi cái ống kính nó sẽ khác nhau, nhưng mình tin là nếu các bạn biết được những cái đặc điểm cơ bản vừa rồi thì các bạn cầm vào bất kỳ cái máy ảnh nào các bạn cũng sẽ thực hiện được những tác vụ cơ bản, ví dụ như là chụp ảnh và quay video. Và trước khi tắt cái tab YouTube đi, các bạn hãy nhớ là gửi chúng ta nút like nếu các bạn thích những video như này, nút chia sẻ để gửi cái video này đến cho những người bạn không biết chụp ảnh,
hay gửi đến những bậc phụ huynh mà vẫn hay gọi các bạn về việc sử dụng máy ảnh như thế nào. Và nếu các bạn muốn xem tiếp những video này thì đừng quên vào nút subscribe ở dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.